Chào bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về những phím tắt mà Google trong Win 7. Cùng với những tính năng trong Win 7 thì chúng ta sẽ cảm thấy thú vị hơn với tổ phím tắt và giúp chúng ta thực hiện công việc nhanh hơn, khám phá những điều thú vị về hệ điều hành này. Thì như chúng ta biết thì đã có Win 8 và Win 10. Tuy nhiên, nhiều người hoặc là nhiều ở công sở thì vẫn dùng Win 7. Như vậy làm như thế nào mà chúng ta có thể làm cho nhanh lên, công việc cho nhanh mà nó thuận lợi hơn, thì đòi hỏi chúng ta phải biết những nguyên tắc trong Win 7. Anh em xin giới thiệu đó là khi bạn nhấn phím tổ hợp Windows Windows cộng với đó bạn tiếp tục nhấn Home thì nó sẽ thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở trừ cửa sổ đang sử dụng, thu nhỏ cửa sổ. Và nó chỉ trừ cái cửa sổ đang sử dụng thôi. Bây giờ mình làm nhé. Mới nhiều lần như cả thì tôi nhấn Windows Home tôi nhỏ lại không còn nữa đấy. Thứ hai là khi mà bạn nhấn Windows cộng với M, phím M Windows cộng với phím M thì nó sẽ thu nhỏ tất cả cửa sổ đang mở. Nhỏ hết lại cho ra cửa sổ đang mở. Và khi bạn nhấn Windows cộng L thì nó sẽ khóa máy tính. Cái này là chắc mọi mình làm. Windows cộng với L. Cái này sẽ khóa máy tính. Còn cái bàn cộng với D thì duyệt thì rất nhỏ. Cái bàn cộng với tab, như nào cộng với tab thì nó chuyển giao diện desktop thành 3D. Còn khi bạn cộng với back thì xem trước nền desktop biến tất cả cửa sổ đang mở trở nên trong suốt. Rồi nhấn tab cộng với đấy thì nó sẽ xem trước nền desktop và biến tất cả cửa sổ đang mở trở nên trong suốt. Khi bạn nhấn Windows cộng với mũi tên lên hoặc xuống thì nó sẽ phóng to và thu nhỏ cửa sổ hiện tại, khôi phục cái cửa sổ hiện tại đó.
để mà di chuyển cửa sổ đang ngồi sang phía trái hoặc phía phải màn hình, ta cầu ta nhấn nút window cầu theo nút mũi tên trái hoặc phải màn hình. Còn ta nhấn Ctrl V thì nó sẽ chọn máy chiếu mạng trong chế độ hiển thị trên chiếu. Cho nên nhấn Windows cộng Alt cộng 1 N để truy cập tất cả các danh sách tin đã mở trước đó của chương trình đang làm trên thân tất bắt theo thứ tự. Truy cập tất cả, truy cập vào danh sách của các tập tin đã mở. Trước đó của những chương trình đang nằm trong tab. T thì nó dựng vòng tròn các cửa sổ đang nằm trên thanh tách bách. Ok. Đa cộng một thế như nào? Thì nó kích hoạt chương trình nằm trên thanh tab back theo thứ tự, hoặc truy cập vào một chương trình đang mở nằm trên thanh tab back. Khi lên nhấn Windows cộng với Shift cộng với 1 cho đến thế nào, thì nó kích hoạt chương trình mới nhằm lên thanh tab back theo thứ tự. Thank you.
những Windows cộng với Control. Cộng cùng một N thì nó sẽ truy cập vào chương trình sử dụng lần cuối nằm ở thanh cách bắt theo đầu. Và như thế là chúng ta đã có được những tổ hợp thiết tắc cần thiết cho máy tính.